thưởng ra được có thưởng nha. À, nó được à. Ghê không? Bắt được có thưởng nha. Ghê mới giỏi đi. Giờ bắt thương thưởng chứ bắt được nó sợ á. Chụp. Bái bái. Bái. Bờ ơi, ông nhát, ông không dám bay. Ông mới bay mới được. Chửi thề luôn hả? Chửi nó luôn hả? Ừ. Cái gì? Ê, nó bậy. Nó bậy không? Nó bậy. Rồi đi ra đây ra cho thầy chú nè mà đây nè, gà bên đây được nè, nó gà bự nè. Gà nào? Nè. Đó. Cái thử ra nó chuông nha. Cái gì vậy? Trời. Cái lọt xuống dưới đó con. Cốc ngọt hả? Này. Một cây. Ừ. Kìa. Có kìa. Có kìa ba hả mày? Tí. Tè nó còn. Không tí. Nè, còn ngay luôn nè. Đây. Chút thôi mà. Có ăn cốc. Không có, ngay luôn con, thiệt. Cốc ba nè, ăn nè, ăn để chú ăn. Quay rồi chuyện lạ nè, cốc mà nó ngay luôn ăn thử à. Cốc còn ngay luôn. Thử ơi. Một cái người chài. Giống như vậy. Người chài. Cái gì? Người chài. Chài là gì? Xài. Ngọt giống như xoài hả? Xoài. Ừ. Ừ. Chài chài luôn á. Ông nó đớt hả? Vậy chứ mà. Đớt sao không hiểu. Đây bẻ nhánh vô rồi. À, xin nhánh vô. Chua gì cho mình nó ngọt. Thử không lại. Nè. Thiệt, còn ngay giống như xoài luôn. Đây nè. Giống như xoài. Thiệt ngọt thiệt. Đó. Cho như trái gần như nhiễu miếng. Dạ không được. Rồi sao, sao gà đâu? Trả hết trơn rồi sao? Thì nó chạy vòng cái đó chứ em cũng không có kêu bác bảy bắt được luôn. Thôi kêu sao nghĩ đi ra chợ mua gà xong rồi chặn đi chút nó chặn đi vô mượn cái gỗ lại chắc hả chặn à chặn đã rồi mà con bác. Ủa chanh này mấy sư cứu hả con? Chanh này mấy sư cứu hả? Chanh này chắc mấy sư cứu à? Canh luôn. Trời ơi. Ở đây gà mình có thể làm nhiều món lắm nha. Rồi gà hấp đá chanh, gà tiềm ớt hiểm. Gà tiềm ớt hiểm. Đây. Ồ, có gà ớt hiểm luôn. Ồ, ồ trời ớt. Ớt này ớt cũng ớt ngọt nữa nè, đất này dùng đất này trồng cái gì cũng ngọt luôn. Đừng có giọt của ớt ngọt. Thiệt rồi, thử mày là thử ơi. Thôi khỏi đi. Nó chín như nhóc kìa. Hả? Nó chín như nhóc kìa. Đó. Ừ. Dở dở nhánh nó luôn. Nè. Rồi đây tôi thấy có mơ mía nữa. Ừ. Gà hấp mía. Ghê gà hầm đu đủ luôn. Ồ ồ nhiều món quá vậy. Đó có cây đu đủ nè, trái ngốc nè, đó lại đứng vợ đó luôn rồi. Vịt xiên hầm đu đủ, ăn gà hầm đu đủ. Gà không ngán lắm. Con nào đâu xác định con nào đâu lượm nó đi. Có con nào ra đâu. Đây nè. Bên kia hết. Đâu. Đâu ngủ ngay ngủ 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 rồi, ngủ. Ngủ một tí nó dí dài rồi. Tí ơi, ra tay tí. Con nào? Con ra tay ơi. Con nào đó? Chỉ có mình con bắt được ha. Chỉ có mình con bắt được thôi à. Con ra tay đi. Con nào được đó. Ha. Dạ. Đi. Em mới để em nhận đầu cho. Nè qua đây à. Quyết định đi, quyết định con nào gọi nó ra ngoài lưới nó tung ra lưới bắt cái gì. Lưới bao vòng vòng mà. Quyết định nha, bạn có vụ quyết định rồi. Ừ. Mình lôi con nào bự bự đi. Đó luôn bự anh bự anh bự anh bự. Đi cả cái con này cũng bự nè. Rồi. Rồi rồi ngửi hướng. Rồi rồi rồi. Rồi. Đó. Ơ dồn vô nhánh đó bắt được chứ có đâu khó. Rồi dồn vô 1 2 3 dồn vô. Hu 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 hu. Rồi rồi vô rồi vô rồi. Vô rồi vô rồi vô rồi. Vô rồi vô rồi. Hu 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 vô góc rồi, vô góc rồi. Qua ngậm ơi, qua ngậm ơi. Qua gật tiếp ngậm ơi. Qua không được rồi. Ở bỏ luôn đi mày qua đây. Vô 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 chế vô con, vô con, xuống không vô con. Chui vô chí. Con nào? Con bự á, con nào gặp là chập. Chập chết chết ra. Quá hay quá hay. Quá hay quá hay. Này quá hay. Chụp quá giỏi. Quá hay quá hay quá hay. Quá giỏi quá giỏi. Chụp 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 quá gi
Gà gì nó cũng giống máy mà không nó này không biết gà trống rồi máy luôn. Gà trống rồi máy đi. Thôi rồi cho nó lai ba đê rồi. Nè tí. Ừ, cầm cái nó đi luôn đi đó. Cầm hai chân đi. Mình cầm hai chân á. Được không? Được. Ba đê cái con. Rồi vô. Đứng vô nghe. Chừng nghe vô khe nó vô mày bắt lại đó. Đi gượng bún nghe, bún nghe ông giả mỏ mẹ. Ê trời ơi. Rồi. 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 Đồ giả mỏ không gà. Ba con đứng yên. Đi qua anh đây vậy, đứng cửa con. Đi qua anh kia kìa, đi qua anh kia kìa. Đứng đây, đứng đây, đứng đây. Vô đây con. Con gà. Vô đây, vô đây. Trời con gà hả? Vô đây, vô đây, vô đây. Nè nè, qua anh đây nè. Nè nè. Vô đây vô mẹ nè. Vô mẹ. Bây giờ tắm bụng luôn đi, tắm bụng luôn đi. Tắm bụng luôn đi. Xuống tắm bụng luôn đi. Xuống tắm bụng luôn đi. Bước ngay ngang cái lỗ mà còn bước được. Ông này ông cũng hài hước lắm nè. Ừ. Duyên dễ duyên dáng á. Trời ơi nó múa giỏi lắm luôn á. Có gì, có gì. Nó nhảy hay lắm luôn á. Nhảy rồi chị. Bắt nhảy luôn á. Cái này nhảy rồi chị. Nhảy không đi con. Nhà Thái nhảy nhảy đeo luôn á. Nhảy Thái, nhà Thái kìa hả? Kìa có bác Thái kìa. Con bác Thái ca nhạc Thái cho con nhảy nè. Cái cốc thì vô luôn. Rồi đi đi hái chanh. Rồi đi hái chanh. Ông chết chết. Ông chết cũng phải cắt nó vậy. Dạ thì bắt được con gà rồi thì, bắt đầu là chuẩn bị màn gà nha. Rồi khu vừa sẽ đi hái lá chanh. Anh đây là chia sẻ cái cảnh đồng quê với quý bà con cô chú nha. Cái này ăn được chưa? Dạ được rồi đó anh. Có thuốc không? Thuốc lâu lắm rồi. Sao nó còn bám lên vậy? Có nè. Đưa dưới nè, nó cắn này, thiết cắn không? Cái này phải hái lá chanh vô nè, lá chanh rồi nè. Để vô hấp thì hôm nay thì bạn Thương Dừa đến nhà chơi hay đến nhà tìm hiểu đặng giúp đỡ. Thì ở đây mình thuộc khu vực là Tây Phú, Thoại Sơn cô chú anh chị. Đây là ba của em Ngọc, nhà của em Ngọc. Thì vô đây thì con đó hả? Vô đây thì gia đình có chuẩn bị cô chú anh chị. Đây là một nồi bột để chuẩn bị hình như là đổ bánh xèo. Bên đây là gạo sống. Bên đây là giá. Đó. Cái tiếp bên đây là hai bà chị làm cái gì đây? Mình làm cái gì đây hai bà chị? Đây là thịt kho ha. Xào chuẩn bị nhân bánh xèo. Chuẩn bị nhân bánh xèo luôn. Ở nhà thì miền Tây mình nó có chú anh chị, nhà ai cũng nhiệt tình, rất là mến khách luôn. Nên là chuẩn bị xào nhân để chuẩn bị làm bánh xèo. Đó, thì trên cái gấp bếp thì nó có là một sâu này kêu là sâu hành, củ hành. Kế đến đây là chuối. Đó. Thì cái gian bếp cũng đơn giản nha cô chú anh chị, thì chậm bằng bếp củi. Có khách đến nhà thì gia đình cũng vui lắm, cũng bận rộn lắm. Người này cũng lo cái này, người kia cũng lo cái kia. Thịt cái thịt gì mà nhìn hấp dẫn quá chị? Thịt dịch. Dịch ha, dịch mình hay là dịch mình á, dịch ta. Dịch ta ha. Dạ. Ta chứ không phải dịch phim ha. Dạ ta. Bên đây cái nồi này là nồi gì? Nồi vịt kho gừng. Vịt kho gừng. Dạ. À, vịt kho gừng để ăn cơm. Dạ. Còn bên đây là vịt để đổ bánh xèo. Dạ. À, bên đây là làm nước đá. Nước uống. Dạ. À, làm tẩy để uống nước ngọt. Thì gian bếp của người miền Tây thường thường là vậy này cô chú anh chị. Đây là những cái nồi chùm củi nè. À, đen đít hết nè. Đây là một cái khuôn để đổ là bánh khọt. Rất là thấp. Nhưng mà cây cối đồ cũng mát chứ không đến nổi hầm. Đi hôm nay thì có bé Lệ. Tay liền. Bên đây là cháu ở trong nhà. Chí. Đó. À, bên đây thêm một cái vùng chuối nữa. Nhà mình trồng chuối nhiều lắm hả chị? Vậy ha, là tự nó chín ha. Chuối này nó chín trên cây luôn, rất là ngon. Xim đen. Xim đen luôn. Xim đen. Ồ, chuối cũng xim đen, xim trắng sao nữa? Xim trắng trái nó bự, nó không được ngọt. À, xim đen này nó ngon hơn nha. Nó nhỏ mà nó ngon.
sao? Chào bà cô chú. Dạ con mượn cái cây quay cho chú. Cây quay gì? Cây này mới chịu đó hả? Không biết cây nào chú đưa á. Đưa cho là cây cây của chú. À cái cây để là cho Ngọc á ha. Đúng rồi. Đây chị hôm trước bạn cô vừa mình có tặng mình một cái cây quay. Nhưng mà hôm nay á thì mình sẽ tặng lại cho em Ngọc luôn nha cô chú anh chị. Đây. Dạ. Đúng không? Đúng cây quay này không? Dạ đúng. Đây thì buổi trưa nắng mà ở ngoài mà bóng cây mát vậy nè cô chú anh chị. Rồi mình sẽ để lên là một cái bàn. À, thì bạn ấy đến nhà em Ngọc thì lúc nãy thì anh em cũng có rượt gà đó. Thì bây giờ thì có gà cũng mạnh cũng bỏ vô là để hấp đây. Nó nguyên con nhưng mà không phải con gà nãy nha, tại vì không có ai cắt cổ hết á. Cho nên là mua gà ở chợ đem về bỏ vô hấp. Thấy rất là ngon nha. À, kế đến ra đây bạn Khương Dừa mình sẽ chỉ cho các bạn là để làm clip. Em không? Em không? Không gà, Khương Dừa hấp lá trúc mà bao nhiêu người ở ngoài đây. Một. Hai. Nhỏ này nó làm nó chảy nước miếng nãy giờ. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Đặc biệt là ông này nãy giờ ông biểu thử trước không à. Ông người ta phải kiểm tra test. Ông theo về chưa nha. Chưa về nữa. Tới đây. Đây có bà chị xem nhỏ nít nữa nè. Đó. Bây giờ mình quay tao bắt cỡ tao bỏ đi hết rồi mình ở đây mình hưởng. Đây. Gà đọc luôn nha, đặc biệt nha. Gà này rất là ngon của chúng tiệt. Gà dơn. Mà thêm mình hấp nữa đó. Cho nên là cái chất ngọt nó còn nguyên trong con gà luôn. Đây. Đó là cái nước trong con gà nó ra đây. Giống muối. Bà... quên chở cái đồ trên dưới quên. Đây bà cô bắt đầu là đâm chấm muối. Đâm chấm muối ớt ha. Đâm muối ớt. Gà muối chanh ớt. À, gà mà chấm muối ớt mà muối cục là thứ gì chị nói. Muối cục thì nó phải thôi cái ừ. Cái muối bọt mình nó đó chú. Dạ. Ừ. Nó mặn mà nó mặn cái mùi của nó ngon hơn. Mặn mặn mà đúng ừ. Mặn mà. Mặn mà luôn. Dạ. À. Đâm chấm muối này có gì với gì con? Thì cũng như ngoài năm này thì mình có bún ấy mình lấy vô chút bột ngọt à. Vậy ha. Vậy được lấy được. Muối. Muối với bột ngọt được. Ớt với bột ngọt. Dạ. Chút bột ngọt ha. Bột ngọt được rồi. Dạ. Ra đây. Bánh xèo, chút đổ bánh xèo mà. Đó. Ui. Trả lại chú ta lại đây ông hai. Hả? Chả này chú tao lại đây đi đứng cười quà. Mượn cho bà đó. Không lấy luôn à. Chụp hình giới thiệu chuối quê hương. Chuối quê hương. Cái chuối đó là chuối xiêm đen nó ngọt hơn chuối xiêm trắng. Cái gì? À, đây là cháu của Khương Dừa tên là Nhi. Đây bạn Khương Dừa là đang tiểu à. Tạo kiểu về quê quá trời tạo kiểu rồi. Chụp hình nữa chứ chị, chụp hình nữa chứ. Hình đẹp hả? Gà luôn nè. Gà luôn. Gà thích chanh luôn đổi. Gà chanh luôn hả? Ừ. Mình thấy nó hấp dẫn. Không quên được. Gà chứ. Đây đây. Qua được. Thấy gà nè. Ôi cảnh quá đẹp. Có đổi kiểu thôi. Thôi kiểu anh chứ kiểu thôi. Kiểu cầm đùi gà á. Kiểu cầm cái đùi gà đi. Này gà luộc chín mà còn còn nóng chưa xé được để nguội cho ngon xé nha. Ôi ôi, đã sao? Ôi phải còn né được cái nhà sau xíu nữa đẹp hơn. Né cái nhà sau, chụp lại đi né nhà thôi, sau. Thôi được rồi.
Di điện nữa. Được rồi. Ngọt mà sao nhăn dữ vậy? Đi chụp về mới kích thích á. Đây. Đây là cậu Tư. Tối ngày đi theo chỉ nằm không mà than. Nằm nằm dưới ăn mà còn than. Đó, ăn nhiều quá, ăn nhiều quá bây giờ nó đau bụng. Ăn nhiều quá nó no, nó đầy bụng. Nó đầy bụng ha. Ờ, sướng không cô chú? Ở quê là sướng là cái chỗ này đây. Ở trên cây ha. À, ở dưới cái có cái võng ha. Quét sạch sẽ cái nằm thợ còn gì lý tưởng bằng. Giờ sao bây giờ có mấy người người ta cầm máy người ta đi quay người ta nói bậy bạ. Nãy giờ nói như vậy nè. Hả? Nãy giờ nói như vậy ta chụp hình ta khen đẹp mà hôn nó bậy quá, ta chơi xấu điều nó bậy. Có nhiều người đâu ơn kỳ lắm. Cầm máy vơ vơ nói. Lên ngồi uống nước nè. Có nhân khùng. Thấy không? Nãy giờ nói vậy mà nó nói mình là nói không đúng. Ừ, tại vì nó lộn nãy giờ nói thằng bên đây chứ không phải nói mình. Thằng này nói thằng này. Không, em quay xem liền đâu có nói gì đâu. Vậy hả? Quay được không? Dạ. Được không? Giữ gì nó cứng hơn nãy rồi. Giữ cứng hơn rồi không? Cứng ngắt luôn, bao quơ không được luôn không? 2 mét tiếp theo quay là quay gì? Ừ. Bây giờ chờ gì ta? Giờ chờ xé gạt không? Ừ. Rồi giờ thì, bây giờ vô cho mày quay cho con quay clip đầu tiên thôi. Quay vô khu trái mít thử coi, cho Ngọc nó khu trái mít quay thử coi nha. Đi. Đi. Bây giờ đi chặt mít trong khi đợi gà. Bây giờ tiếp tục tác phẩm tiếp theo là khu trái mít. Dạ, bạn Khương vừa đang hướng dẫn là Ngọc. Ủa anh Thái anh gửi tặng cho Ngọc. Bếp củi làm bếp đầu tiên nghe cô chú anh chị. Mày lôi cái chân mà đúng rồi, đi lẹ đi lẹ quá. Đi lẹ quá. Sao được? không có gắn mép đó, không có gắn mép đó làm lỡ đi ai muốn nói gì đó không có gắn mép đó nghe không mà nó nói chuyện á không sao hả vậy là không sao không cậu Tư cho không sao là không sao đang hướng dẫn lý đầu tiên đang tập rồi ok 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 em sẽ làm mít lấy gì cũng được chùi cũng được. Để nó ba ngày rồi không hư. Ôi ông Thái tưởng gì vác cái mít vô cho Ngọc bây giờ mới vác mít thối. Sao Ngọc? Sao thối không? Sao em thấy nó thơm quá trời. Nó thấy không đó, anh Khương tối ngày là theo là chơi anh hoài vậy đó Ngọc. Nè, nè, con vô cận nè đó. Đó, vô cận nghe. Chín quá mùi mà thối đâu mà thối. Thối chứ nó bị thối nhưng mà chứ không phải là nó thối. Cậu Tư mới giải thích vậy đó. Không mít thối. Mít chín cây rất là ngon nghe, không có thối. Nhà, nhà của em thì cũng có mít nữa nhưng mà hiện giờ thì chưa có chín. Nhóc kìa, chưa có chín. Đúng rồi, ăn ăn vườn mà. Mít nhỏ nhỏ thôi mà. Ừ. Chín rồi nhưng mà nè, tự tay em cắt đi, nữa mốt không có anh thì nữa hai đứa quay. Tự tay không? À, cái này là rồi. Chia sẻ bà rồi, con là cái đầu là tiên làm phải có lá chuối của Ngọc bếp củi nha. Cái mít mà cắt không được nó không có quay clip được gì á. Đúng rồi. Chính xác. Không có phụ luôn nghe không? Nó hả? Hả? Cái kia không đưa cái đó từ em từ. Gửi tặng sư huynh cái bông. Trời ơi, có lý. Tặng và nhận. Tặng và nhận. Cái gì nè? Ừ. Cái này trước nè. Để Ngọc tự làm tự chia sẻ luôn đi, đưa vô tay nó kìa Ngọc. Trước tiên là mình đưa cái dao vô trái mít nha cả nhà. Muốn cắt được trái mít là phải đưa cái dao vô trái mít. Ừ. Mày thấy không, tao lấy trái mít mềm tin, cho em nó dễ cắt đó. Là thú vị bổ ích. Quá hợp lý. Quá hợp lý. Ồ ngon nha. Vậy bọn Thái chơi thôi. Ừ, thấy không? Mít ngon, mít ngon cả nhà ơi. Thơm ngon thơm phức. Rồi, trả tiếp đây. Quá thơm luôn. Trời ơi. Sao nhiều điện thoại quay được không nhiều? Đẹp không? Đẹp. Chạy cái kia trước đó Ngọc. Không nào. Quá chuẩn. Bên kia trước hả? Cái nào được? Ở hai mày quay sao mà đừng có bán đồ nghề ăn được rồi nha. Cố tặng đó. Bán đồ nghề. Cái bước tiếp theo là mình phải quay không được. Bước tiếp theo là làm không được thì trả cho anh. Mình để cái dao vô trái mít nữa nha cả nhà. Mình để cái dao vô trái mít nữa.
kìa, tội nghiệp ông đó ông gần kìa, ông đỡ kìa, cắt lẹ đi ngọc cho ông miếng ngọc ơi. Hết cười. Đâu có, nãy không nhớ hả, ai lên hình mới được ăn, anh nhớ trời, anh lựa chỗ nào có hình à, không mới vô chứ trời. Bao quá à, nạp tiếng nào nó dính mũi. Chưa có kênh nào mà anh quay clip nhiều như kênh này luôn á. Ủa, đúng, giới thiệu. Đúng đó. Giới thiệu quá nhiệt tình luôn, quay vừa 2-3 clip luôn rồi đó. Nhiệt tình hơn của một bạn Thái nữa, nãy giờ đứng phân bì hoài, bây giờ nó cự hoài. Mày thấy nhỏ không, cái chân nó bị tật nào cái thôi mày đừng nói nữa. Được rồi, hiểu rồi. Giúp mày tận tình hơn. Được rồi, hiểu rồi. Mày giờ thí dụ như mày đi bò đá đi, mày ngồi chậu đi, tao giúp mày vậy. Thôi thôi được rồi, vui luôn. Để đó tao tự xử mày. Tự xử không? Ừ. Nhẹ tay lại, có chân. Cẩn thận tay chân. Trời ơi, cái cô vô mít còn không đẹp gì đó Ngọc, đây nè. Có kỳ vậy. Cái gì sao ăn? Cái gì nè? Thôi, cắt đây nè, sâu xuống một cái. Cái dao này nhìn bề. Cái dao mũi, cái dao có cái mỏ mới được. Bạn nó hơi dày ha. Đó. Anh bắt trước mấy cái ông ở trước vậy mày, cái nghề này là tao làm nè, mấy ông trước đó, tao còn biết bắt trước tao đó. Trước mấy cái ông ở vựa đó, tao sẽ ba, tao sẽ tao dễ. Mấy chú quăng mít đó ha. Ờ, ra dẻ. Làm phải cho nó đẹp. Ra dẻ. Làm cho nó đẹp mày ơi, quay hình luôn bắt mắt không? Đúng không? Clip này là bao vui luôn đó. Quá thơm luôn. Không, mà bảo mình đi tới đâu là vui tới đó đó. À. Chỉnh cái máy cho nó ngay là nhiều, xong rồi đưa cái máy nó bị nghiêng chiều hoài tầm hồi hả, cái máy cho nó đứng, cái máy gì nè cho nó bằng hai cái góc này nè, cứ để nó nghiêng chiều hoài hồi nó cự nữa, quay cái mặt nó má sẹo lên cự. Đúng không, đi sải bên á, không phải sải, đi sải bên hả. Con ông bác không cảm nhiều, nó bị sạn bên rồi. Ừ. Rồi quay hơi mém mém xíu. Bị nghiêng. Cực kỳ luôn. Mấy này gọi là mít gì à, anh Thái? Thái xịt sớm. À, anh Thái là Thái. Anh Thái cũng Thái, anh là phải cho đồ Thái không à. iPhone anh không xài nữa, tại người ta cho anh xài á. Chứ anh xài đồ Thái, không iPhone đâu phải đồ Thái đâu. Anh Thái nó nuôi dúi anh mới nuôi á, chứ còn dúi Việt Nam anh không nuôi nữa, nhập bên Thái về á. Lâu lâu nổ cho nó vui vậy cô chú anh chị, tại bữa nay gặp thằng em quá vui rồi, quá yêu đời. Đó, ngon không? Nhìn ngon hơn mít em liền. Nó trẻ ngồi cái nó bắt để anh đầu đội à. Nó có cái tánh kỳ cục, hàng nào của nó làm cái nó khoe. Để anh đầu đội nó ấn tượng. Không, cái miếng quà bự nó đội đẹp. Thì là này, chút nữa mình sẽ chia sẻ tiếp với cô chú anh chị hành trình của bạn Khu Vô đi giúp bà con nha. Bạn Khu Vô mình trẻ cho mít ra thì mình sẽ đi bán mít vòng vòng khu vực này nha. Trái mít này thì thường hôm nay nó có cái kiểu này nó hơi độc hơi lạ. Kiểu độc này anh thấy bán nhiều cái thấy. Kiểu này mình bán, thường thường ta bán 10.000 cái, mình bán 20.000 cái thôi, ăn tính muối. Cái này mày bán mít xong mày bán gì nữa ngon biết không? À, bán gì nữa? Bán phân bò. À, không, tôi nó không có bán. Mít đây 10.000 cái cậu Tư. Không mít cậu. Đó, đó, mười ngàn muối nha. Em làm muối ở trên giữa nha. Muối trên giữa. Cái hình camera của em quay lộn máy rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Bên kia kìa, bên đây người ta hướng dẫn mà. Ông mít chú ơi, mít đây 10.000 ký, mít đây chú. Mít đây, làm muối rồi chú. Làm muối à. Làm muối được không? Chú ăn là mít cái chú ngủ chú lấy cái nào đó. Ngon nha. Lâu lắm rồi, nó mới xả được cái mít kìa. Nó thử rồi chú, mít này mít Thái đó. Đầu thấy cũng đẹp quá. Đẹp hả? Được không? Vậy là đi bán mít đi giàu, đi bán mít được ha. Dạ. Mít đây, mít đây, mít đây, mít đây. Mít
mít đây. Mấy người phụ nữ ngoài sau rất là tặng cây cô chú chị để mình vô mình bán mít, mình giao mít. Coi kiếm là nó làm sao? Tài cũng được vậy. Cái này phải sâu xuống xíu nữa nó mới đẹp ơi. Này nó hơi chạy thôi. Mít cô ơi, mít cô ơi. Mít đây, mít. Muối 10.000, muối 10.000, 10.000 muối. Cô mất muối muối. Đây là mẹ con đọc cái rồi chứ anh chị. Dạ. Bao ngon, bao ngon. Mít này là bao ngon. Mít bao ngon, mít nhà trồng mà chín cây mà. Mít mà để lên đầu. Ngạo qua kè con khui ra rồi nó xẻ nó làm trái bự hơn trái này, bự hơn nhiều, trái nó cả 20kg à. Nó xẻ ra cái nó làm cái nón vậy nè, đội lên đẹp lắm. Bữa nay nó thiếu, bữa nay nó hơi thiếu xíu, nó không được đẹp gì mấy. Dạ. Nguyên một trái ngoài còn nhiều lắm, này thì chỉ cho thử thôi chút nhớ mua nghe. Dạ. Ủng hộ. Ủa bà chị giặt đồ rồi sao ăn mít được? Rửa cái tay ăn mít cái bà chị ơi. Hả? Rửa cái tay ăn mít cái bà chị ơi. Ở quê mình thì bây giờ thì còn giặt đồ tay rất là nhiều nữa cô chú anh chị, do đồ mấy đứa nhỏ đó hả chị, bây giờ mình phải dò bằng tay mới được, tay mới sạch. Dạ dạ thôi bán được có người à. Ông đó mang đảo ông ra đó ông ngồi vẫn không mua gì trơn, ông thử ông ngồi đó. Vậy à. Mến con mến ông. Lâu giỡn cho vui vậy mà. Để nó tập trung đi, để nó tập trung đi nhai luôn rồi sao? Không, ai cũng khen tuyệt phẩm hết á, cái ghê chưa? Nó ăn ngon rồi nó bỏ máy không nuôi đâu luôn. Nè, ai cũng khen tuyệt phẩm hết nào được không? Mai mốt thiết kế cho thời trang này nhặt á, nhặt thằng thời trang bánh mì đó đó. Em mới thấy luôn á. Vậy đó hả? Qua thằng Khương nó mới thiết kế. Cái này là ngày mai coi chừng là lên rồi. Chịu yêu gu xì nó vô nó phỏng vấn để nó lấy cái mẫu thiết kế này đó. Cái này mai chiều mày bắn mít xong mày đi bắn quần cũng được nữa. Thôi mày nghỉ rồi. Bắn mít à, bắn mít cho bà con rồi chứ có bán gì nữa đó. Ai khoái khoái thôi trả lại đây. Có thể nói đây là mẫu thời trang của mùa hè 2023, thời trang trái cây á. Thời trang trái cây rồi, để chúng tôi bạn mình nó giới thiệu khán giả của tôi người miền Tây rồi Thái. Mít anh đẹp xuống anh không ăn. Anh Thái cũng nói được nãy giờ mà đợi có nhiều đó đó. À, không ăn rồi em ăn hết luôn á. Thái hồi đó đâu có nói được gì đâu. Trời ơi, chỉ qua thì sống lâu thì nó thành lão làng, làm lâu thì nó quen miệng vậy, mà nói sao mà cũng vô duyên quá, tao chửi hoài à, bởi vì này nó mời em nó nói hoài à. Rồi cảm ơn em Sư Quỳnh Thái. Dạ thì hôm nay mình xuống mình đi với bạn Khương Dừa của chú anh chị thì xuống cái khu vực này là Thoại Sơn á, thì bạn ấy đi hỗ trợ cho một cái hoàn cảnh là em Ngọc, rồi bạn ấy có mở cái kênh là Ngọc Bước Củi luôn đó, thì trên kênh của người miền Tây thì hôm nay mình cũng giới thiệu luôn cô chú anh chị, thì cô chú anh chị nào mà có xem đó thì nhớ qua xem là Ngọc Bước Củi để là em ấy có thể là chia sẻ, như là lúc nãy em có nói là chia sẻ về cái cảnh đồng quê hay là thu hoạch cái gì đó phải không? Ở đây mình cũng nhiều, với hai ca hát đâu cũng được đúng không? Đó thì bà con nhớ qua ủng hộ Ngọc Bước Củi nha. Em ấy rất là hiền. Một hết củi hết biết quay bút điện. Xong quay bút ga. Nói gì với ở đồng quê mình thiếu chai thì củi dễ hết. Ở đây là củi cây là nhiều lắm luôn. Đây vài mùa nữa, vài nửa tháng nữa tới cắt lúa thì có biết gom. Đốt gom cho bà con coi. Đốt gom, đúng khoai, đúng hột vịt, đúng khoai. Đúng cá. Thằng dưới Ngọc có cụ cũng ở đây cũng có cái điều kiện lắm chứ. Mẹ biết nấu ăn nè. Phải không? Vô mình nói mình mượn bạn bè gì đó bắt cá hay là đào khoai mì, đào khoai lang gì đó vô nướng cũng ngon nữa. Cũng đây đầy đủ luôn. Được bà Thơm. Cái đó phải chờ bạn Thái hướng dẫn thêm. Ở khu vực của An Giang này bạn Thái là một trong những cân lính nhất luôn. Cứ nói cho người ta cười hoài đó ngài. Uy tín. Ủa anh Thái quê ở đâu? An Giang. Em chưa coi kênh Thái hả? Khu vực chưa chắc coi.
có coi anh không? Không, không, không. Chưa coi không? À. Không coi, nói chung là có nhưng mà ít có coi YouTube lắm. Chứ coi gì? Có phim không à? Em chơi game. Lớn rồi lượm chơi game. Không chơi tới như buổi sáng em đi uống ly cà phê thì khoảng chừng nửa tiếng là em nghỉ rồi. Rồi tối về cho con nó ngủ xong thì có tiếng nữa cũng ngủ rồi. Không, ngày dành 2 tiếng chơi game à. Chắc mình là chơi thú mà nãy sao nói thú vậy hả? Nó bị thư cái một hai lỗ mà. Ngoài vỏ mà. Cái ngoài vỏ đúng rồi. Ngoài vỏ. Anh Thái An Giang ở huyện nào? Ở ngay Lỗ Lỡ, khu vực Châu Phú. Châu Phú trên này. Ừ. Ngon. Cái mít này là làm tóc nè, thường mai mốt là về về chảnh nó làm cái gì cái đầu là nó lựa cái mít bự bự cái nó đội anh đầu làm tóc. Nè, gần đó đó, ngay gần đó luôn đó. Đẹp chứ không? Này đẹp chứ. Em cũng thường cái miếng hoa đẹp hơn với người ta cắt mỏng bự đẹp. Dạ. Đẹp. Qua để lên đẹp lắm vừa. Kiền heo về hả vậy? Heo về kìa. Rồi heo ơi là heo. Đi học không về nhà heo. Chào mày. Cháu của học. Nhà tên heo. Mày vô có chú đi học có về. Chú đi học nữa, tới mày đi hả? Rồi, đưa đạn đi coi. Đưa đạn cho tôi coi. Thưa cậu, đưa đạn tôi coi. Thưa cậu, mới học về. Rồi, bữa nay bắn thua. Hay chưa làm gì thấy ghê vậy? Xong. Dạ, mình luôn. Xong mình luôn, bữa nay xong mình luôn. Bữa nay bắn thua nhiều viên. Thôi công chuyện mày rồi. Thua cậu. Bữa nay xong mình luôn rồi. Thưa cậu. Cậu có mấy viên? Nên thua bắn thua mấy viên? Cậu luôn, cũng là cậu, là cậu hơn. Ừ. Nay bắn thua mấy viên? Dạ. Nay bắn thua mấy viên? Dạ không tới 3 ly luôn. 3 ly gì? Thua tới 3 ly hả? Thua bởi nói thì lớn là chứ. Nhỏ cái gì sai? Thính giác yếu. Thua mấy cục? Thính giác yếu đúng rồi. Ừ. Dạ con thua có 3 cục à. Sao thua 3 cục? Vậy là có thua. Vô hai đồ đi ông ơi. Hai đồ ăn uống gì đi. Thu nha. Vô hai đồ ăn uống gì đi rồi chọn hồi đi bò ốc nha. Đi bò ốc á. Ông này cũng vui nha. Ông được cho này tới 3 ly. Chỉ là nó bắn thua 3 ly này. Nói ổng không sao không biết Bali bên mình Indo ta. Bali hả? Ừ. Bali. Nghe quay bỏ sáng á rồi trả lời á. Dưới kinh nè. Vui à. Một quá hả? À. Cũng vui à. Thấy cái gì cũng nhiều chất liệu á. Không biết em ở đây biết khai thác được không chứ anh thấy đây vui á. Dạ thôi cũng cảm ơn quý bà con cô bác nha. Chúc quý bà cô bác mình nhiều sức khỏe. Thôi chào đi Ngọc. Cảm ơn quý bà con cô bác đã theo dõi kênh nào mình cũng nói như chết. Chúc quý bà con cô bác nhiều sức khỏe. Hẹn bà con cô bác clip tiếp theo. Clip tiếp theo. Giống Thái hồi xưa. Không sao, bị gan vậy đó. Tại kênh mớ mở không mà phải chịu vậy rồi. Tại vì giúp là giúp những cái người mà chưa có không à. Chứ không phải là giúp những cái người mà người ta biết làm, giúp những người khó khăn thành ra phải chịu vậy thôi. Gọi cái này quên có cục sạc không? Nếu mà biết làm thì đâu có cần giúp đâu phải không? Nếu biết làm thì đâu cần đâu. Cho nên là khó khăn, thông cảm nha bạn. Cái nào bạn cũng nói nhiều hết. Dạ. Anh là thầy rồi. Dạ thì cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào một video tiếp theo nha. Dạ.